Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn trồng một cái cây cần thăng mà nó có cái dáng đổ các bạn ơi. Thì giờ mình có cái cây cần thăng nè, mình mới nhổ trong bầu ra, với lại hai cái chậu để mình nghiên cứu coi mình bỏ vô cái chậu nào các bạn. Thì cũng như mấy lần trước thôi, trước khi mình trồng cây ấy, thì mình nên nghĩ ra cái cây mình trồng như thế nào bạn. Rồi mình định hình cho nó trước, mình ra cái ý tưởng trước rồi mình mới trồng đó các bạn. Thì cái cây cần thăng này thì hiện giờ nó có một cái nhánh một à, dài ra. Thì mình nghĩ là cây này làm cái cây thác đổ rất đẹp nè các bạn. Cành nhánh thì nó cũng đầy đủ hết nè. Thì bây giờ mình tiến hành mình nhổ nó ra. Mình cắt bỏ rễ bầu gì đó hết đi. Rồi mình mới cho nó vô cái chậu nè các bạn. Thì cái chậu này là cái chậu nhỏ xíu à, mình định làm cái cây này là làm mini nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Thì sau khi mình bỏ vô cái chậu thì mình mới uống cho nó đổ xuống các bạn. Các bạn thấy đó, sau khi mình bỏ vô chậu mình trồng thì nó ra gì nè, rồi mình cắt lá hết luôn, cắt lá cắt gai hết. Thì nói chung cái cây cần thăng này nó đầy đủ nhánh luôn các bạn. Thì sau khi mình để mình uống cho các bạn xem, cái cây này là mình có cái ý tưởng là mình uống cái cây đổ nè các bạn. Thì giờ mình vô dây vô mình uống thôi. Thì cái cây càng thăng này thì rất là dễ uống các bạn, nó rất là dẻo. Mà mình dự định cái cây này mình uống nó hơi ngặt nghèo một chút đó các bạn, tại vì cái cây này cái cây mini nó nhỏ lắm. Thành ra trước khi mình uống cái cây này mình đã phơi cho nó khô cái bầu rồi. Nó giống như nó hơi bị héo rồi các bạn. Thì mình uống nó dễ hơn. Nó dẻo, mình uống nó không bị gãy các bạn. Thì các bạn xem cho vui ha. Các bạn xem video cũng nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rồi nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Các bạn nhớ bấm cái nút đăng ký ở dưới các bạn ơi. Thì sau khi mình dùng hai cái dây nhôm vô các bạn, mình uống nó bây giờ mình uống rất là dễ nè các bạn, nó dẻo lắm, mình uống rất là dễ các bạn. Mình uống cho nó đổ sát xuống luôn đó, mình gịch nó qua để cho nó có thêm một cái co uốn lượn lên trong đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó một cái đoạn ngắn thôi nhưng mà mình làm cho nó hai ba cái co các bạn, thì nó sẽ cái cây nó sẽ có cái độ ngặt nghèo, nó thành cổ thụ hơn các bạn. Các bạn uống nhiều cái độn công chừng nào thì cái cây nó lại thành nó có dáng cổ thụ hơn các bạn. Các bạn thấy không, mình uống thật là ngặt nghèo ở chỗ cái đoạn gốc của nó thì nó sẽ ra một cái cây cổ thụ các bạn. Mới ban đầu thì các bạn thấy nó ngây đơ hả, thì mình nhìn nó không có già nua các bạn. Khi mà mình uống ngặt nghèo nó lại thì thành một cái gốc nó giống như là xù xì già luôn các bạn thấy không. Sau khi mình uống định hình cái gốc nó xong rồi bắt đầu mình uống cái tàn nhánh các bạn. Thì ở đây cái cây cần thăng này nó rất là nhiều nhánh, mình thích nó là nó những cái cây mà có nhiều nhánh các bạn, càng nhiều nhánh càng tốt. Thì nó có nhiều nhánh thì mình mới uống ra được nó thành một cái tán đẹp các bạn. Những cái cây nó ít nhánh thì mình chỉ có định hình nó thôi, rồi tương lai nó sẽ đâm ra nhiều cái chồi nhánh nữa thì mình uống thì nó mới có cái cây đẹp được. Thì thời gian nó hơi lâu một tí. Còn những cái cây mà nó có nhánh nhiều sẵn đó, thì mình vô dây mình uống luôn các bạn, thì nó sẽ ra một cái tàn nhánh rất là đẹp đó. Thì các bạn thấy đó, cái cây này nó có một cái thân chính rất là dài, thì mình dùng cái thân chính đó mình cho nó đổ xuống các bạn. Còn những cái nhánh khác cái bên thì mình làm nhánh tàn nhánh nó ra, thì cái nhánh dài đó mình cho nó đổ xuống thành hai lớp các bạn. Thì mình cũng chia sẻ các bạn đó là khi mình cho nó đổ ra đó thì nó có nhiều cái cách để đổ các bạn. Mình cho nó đổ thẳng ra cũng được, hay là mình cho nó đổ nghiêng về một bên cũng được, rồi mình cho nó đổ giật cấp xuống thêm một cấp nữa cũng được các bạn. Tức là nhiều cái cách để mình uống. Thì ở đây cái cây này mình chia sẻ các bạn là mình uống nó giật thêm một cấp nữa nha các bạn. Để tí nữa là mình uống là mình chỉ cho các bạn xem cho nó chính xác nè các bạn. Đó, thì cái chỗ đây nè,
cành nhánh đó thì mình cũng uống cho nó theo một cái chiều xoắn ốc đó các bạn. Ở chỗ đây nè các bạn thấy không, mình sẽ giật cho nó xuống thêm một cấp nữa các bạn thấy không, nó để ý không? À, tức là nó đổ xuống rồi nó giật xuống nó đổ tiếp nữa, thành ra nó sẽ có những cái khúc khỉu, nó nhìn nó hài hòa mà lại là nó già nua các bạn đó, các bạn thấy không? Chứ cái cây này mình không có cho nó đổ thẳng ra luôn mà mình cho nó giật xuống thêm một lớp nữa các bạn thấy không? Thì nhiều khi các bạn nhìn sơ qua các bạn không để ý thì các bạn không thấy, nhưng mà mình thì có bạn kêu mình là giải thích cho các bạn càng nhiều càng tốt, thì thành ra mình mới giải thích thêm cho các bạn, thì các bạn mới để ý thấy đó, là khi mình uống cái cây này nó khác hơn những cái cây khác. Cái cây khác thì mình uống là nó chỉ có đổ ra là nó đi ra luôn, còn cái cây này mình nó giật cấp nữa các bạn thấy không? Các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy. Thành ra nói chung là uống thì nó nhiều cái cách uống các bạn, thì mỗi cây nó mỗi một cái vẻ đẹp riêng. Thì nếu mà các bạn đam mê á, thì mình sẽ biến hóa nó, rồi khi mình làm thì mình sẽ có những cái cách làm khác nhau các bạn, không làm giống cây nào hết chứ. Các bạn thấy không, ở đây á, là mình dùng cái nhánh này để mình làm cái nhánh này. Các bạn có thấy cái gốc không, ở trên nó đổ xuống là nó sẽ có mấy cái co, mà nó cái co đó thì cũng chia sẻ với các bạn đó, là các bạn nhìn kỹ cái cây của mình uống á, thì cái co mình uống ngặt thật, nhưng có những đoạn mình phải đưa lơi ra thì nó thấy cái chiều ẻo lả của nó rất là hài hòa các bạn thấy không? Đó là sau khi mình uống cái cây nó đã xong là thành phẩm đó các bạn. Các bạn coi xem sao thì nhớ góp ý kiến cho mình ha. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Đó, các bạn thấy có đẹp không? Thì các bạn nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo. Rồi xin chào.